Lê Vân xin được mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Trà Vinh Quê Tôi. Thưa quý vị, ở những kỳ trước thì Lê Vân đã từng giới thiệu đến quý vị cảnh thu hoạch lúa của bà con nông dân ở huyện Càng Long, đúng không nào? Và trong chương trình hôm nay thì Lê Vân cùng với ekip đã tìm đến với ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải của huyện Duyên Hải để tiếp tục gửi đến cho quý vị những hoạt động mới mẻ trong lĩnh vực trồng dưa hấu. Và quý vị biết không, hiện tại thì Lê Vân đang ở nơi tập kết dưa. Dưa sau khi được thu hoạch thì sẽ được đem đến đây để cho bà con nông dân của chúng ta sẽ phân loại, rồi cân ký và đem lên xe để mà vận chuyển đến rất là nhiều các đầu mối ở khắp các tỉnh thành luôn. Không biết là làm thế nào để mà bà con nông dân của chúng ta có được những trái dưa vừa tròn vừa to như thế này. Thì bây giờ Lê Vân mời quý vị chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nghề trồng dưa này nhé. Cả một ruộng dưa rộng bát ngát luôn quý vị ơi. Và Lê Vân thấy là có rất là nhiều trái nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm chủ ruộng để hỏi xem cách trồng dưa như thế nào quý vị nhé. Dạ em chào anh. Em chào em. Dạ em là Lê Vân đến từ chương trình Trà Vinh Quê Tôi đó anh. Thì hôm nay em đến với địa phương của mình là mong muốn được tham quan những ruộng dưa như thế này, cũng như là tìm hiểu thêm về nghề trồng dưa của mình đó. Không biết là anh có thể hướng dẫn cho em được không ạ? Rồi, dạ em đi tham quan. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Anh ơi, không biết là một năm mình trồng bao nhiêu vụ anh ha? Một năm mình trồng được 2 vụ em. Là vào tháng nào anh? Vào tháng 2 nè, với tháng 9. Dạ, vậy thì không biết vụ nào là vụ chính à? Vụ này là vụ chính nè. Dạ. Anh ơi, em thấy dưa của mình rất là tốt, không biết là mình trồng từ hạt giống nào á? Này, giống này là giống của tên Superman nè. Anh ơi, không biết là từ khi mình xuống giống cho tới lúc mình thu hoạch đó là khoảng bao lâu anh? Thời gian xuống giống thu hoạch là nó có 2 tháng. 2 tháng. Năm nay là trúng mùa đúng không anh? Đúng rồi. Em thấy trái dừa rất là to, là đẹp nữa. Em muốn thử dưa ở ruộng này không? Được ăn dưa tại vườn, tại ruộng luôn. Trời, vậy thì còn nhiều vàng anh ơi. Wow, trời, nhìn ngon quá anh ơi. Quý vị và các bạn ơi, dưa vừa được mới cắt và bổ ra trông rất là tươi ngon, một cái màu đỏ rất là đẹp như thế này, chắc là ngon lắm đây. Để anh mời em thử. Dạ, em cảm ơn anh, em cũng mời anh nha. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn ơi, dưa rất là ngọt và cảm giác rất là thanh mát. Và cảm giác như khi mà Lê Vân được ăn tại ruộng như thế này thì còn thú vị hơn nữa quý vị. Anh ơi, em thấy dưa của mình nó chín đỏ hết rồi. Không biết là khi nào thì cái ruộng dưa này của mình sẽ thu hoạch ạ? Tối nay nè. Tối nay á anh? Tối nay. Trùng hợp quá vậy. Vậy thì em phải cố gắng nán lại để mà cùng với mọi người cắt dưa mới được. Quý vị và các bạn ơi,
Thật là trùng hợp khi mà tối nay cũng chính là lúc mà các bà con nông dân của chúng ta sẽ thu hoạch ruộng dưa này. Chính vì vậy mà Lê Vân nhất định phải nán lại để cùng trải nghiệm hoạt động rất là thú vị này mới được. Bạn ơi, hiện tại thì đã là 8 giờ tối rồi và Lê Vân thấy mọi người cũng đã bắt đầu thu hoạch dưa hấu. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà Lê Vân được chứng kiến tận mắt cảnh thu hoạch dưa hấu vào ban đêm như thế này. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu cắt dưa thôi. À, anh ơi cho em phụ cắt cho anh nha. Wow, quý vị và các bạn ơi, Lê Vân vừa mới cắt một trái dưa rất là to luôn. Thật sự là người nông dân của chúng ta rất là khéo khi mà trồng được những trái dưa rất là to và rất là đẹp như thế này. Anh ơi, không biết là tại sao mình lại thu hoạch dưa vào ban đêm mà không phải là buổi sáng anh? Tại vì mình cắt ban đêm, trái dưa nó mềm, dạ, nó mát, nó không có nóng mà nó được giòn tiếng nữa. Dạ. Còn mình cắt chưa nắng nó nóng quá, cái tiếng nó mất, đem ra ngoài ta dạt. Dạ. Dạ, vậy là cắt ban đêm thì trái dưa nó sẽ giòn đúng không anh? Giòn, mà nó dịu, nó không có nóng. Dạ. Tiếng nó thanh. Làm sao để biết trái dưa nó chất lượng, nó ngọt hay nó giòn nó tươi em? Chứ tại vì trái dưa á, là cái da nó bóng, lúc nào nó cũng ngọt hết trơn á. Dạ. Mình nó giòn, còn mà trái dưa mà thấy nó cái da nhăn nó nám lại, dưa chất gì như nó héo, không ngọt. Dạ. Rồi, vậy mình cùng tiếp tục đi cắt dưa nha anh. Rồi đi. Và các bạn ơi, không khí ở đây thì đang rất là vui vẻ, nhộn nhịp và tất bật. Có cả những em bé cũng ra phụ giúp cho ba mẹ của mình nữa. Thật sự là khi nhìn những thành quả là những quả dưa to tròn như thế này, Lê Vân cũng cảm thấy vui lây cùng với những người nông dân ạ. Và các bạn thân mến, giữa trời đêm được cùng với bà con nông dân thu hoạch những quả dưa to tròn như thế này ngay tại đồng ruộng thì thật sự là một trải nghiệm rất là thú vị với Lê Vân ạ. Và qua đây thì Lê Vân cũng phần nào thấu hiểu được nỗi vất vả của người nông dân đối với nghề trồng dưa hấu này. Hy vọng rằng bà con của chúng ta sẽ trồng luôn trồng trúng mùa và được giá để cho nụ cười sẽ luôn hiện hữu trên gương mặt của những người nông dân chất phác. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.